Hai biểu diễn trên sân khấu lớn và khán giả thường hay vỗ tay rất là nồng nhiệt với Phi Phi và Mạnh luôn đó. Yeah. Các bạn cũng vỗ tay theo đúng không? Nãy giờ đúng không? Đó. Tác phẩm này có tên là On Eva, nghĩa là Let's go. Chúng ta hãy cùng đi, chúng ta hãy cùng chơi piano, chúng ta hãy cùng đồng hành âm nhạc cùng nhau nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành âm nhạc cùng với lại Phi Phi và Mạnh Vino. Và hãy tiếp tục đồng hành trong những video clip tiếp theo ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại.